Em ăn giúp em đi. Thôi thôi thôi, anh đã bảo không là không. Nhớ đây là bom thì anh chết chung à? Thôi thôi thôi, chịu. Anh nói như thế làm gì có gì? Còn bao việc. Dũng, Dũng. Dũng. Làm sao đây? Sao mà ủ rũ đấy? Ốm à? Hay bị khách hàng cho leo cây? Dạ không ạ. Này, chị bảo em mang đồ cho sếp Vinh giúp chị nhá. Sao chị không... Sáng nay chị mang cà phê về cho sếp mà không may bị đổ, bị sếp khừ. Giờ mà mò mặt vào hại lắm. Nhá, giúp chị nhá. Đi vào đây. Nhá, nhá, nhá. Giúp chị nhá. Chị cảm ơn. Nếu bực tức vì công việc ấy, thì là tốt. Tôi tưởng cậu bất mãn với tôi vì một lý do nào đó mà không dám nói ra. Dạ không ạ. Nếu có ấy thì cứ mạnh dạn nói ra, tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Còn nếu có mà không dám nói ra thì đấy gọi là hèn. Sếp ạ. Có chuyện gì đây? Có người gửi đồ sếp ạ. Thế à? Không biết là ai không? Dạ không ạ. Lê Tân nhờ em cầm giúp thôi ạ. Cảm ơn nhé. Em nghe anh Thắng ơi. Đồ có. Em làm gì có tình chưa đâu. Thế à? Ok ok. Thế để em ra luôn. Vâng vâng vâng. Chúc anh yêu có một bữa trưa ngon miệng. Đây con gửi chú ạ. Ờ, chú xin. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn con. Này, quen cơm với bố mà hồn vía cứ lượn lờ theo hộp cơm ếch hả? Chuẩn cơm gấu rồi mà bố. Ừ, cơm gấu. Ăn đi. Không biết nhận được hộp cơm của con chưa. Chắc là bận quá nên không kịp ăn rồi. Bận đến mấy ấy mà để con gái bố phải chờ là mất điểm rồi đấy nhá. Chắc là tắc đường
shipper chưa giao đến thôi ạ. Lần đầu tiên trong đời anh nhận được một hộp cơm cute hột me thế này. Chúc anh ngon miệng ạ. Nhắn tin mới chờ tin nhắn, không no được đâu. Ăn đi con gái. Vâng ạ. Bây giờ anh ấy không phải người con thích nữa, mà anh ấy là bạn trai của con bố ạ. Anh Vinh thú vị lắm bố ạ. Anh ấy là người tinh tế, lãng mạn, đánh piano rất hay, thổi saxophone cũng cực đỉnh nữa, là người biết lắng nghe, quan tâm đến người khác. Sếp Vinh chọn cô bé Phương Đông này, chị cũng khá bất ngờ đấy. Có gì bất ngờ đâu chị, em ấy vừa giành huy chương vàng giải quốc gia, lại có khí chất, năng lượng tươi trẻ, rất phù hợp với tiêu chí mà chúng ta đang tìm kiếm. Biết là như thế, nhưng để lọt vào tầm ngắm của sếp Vinh, chị nghĩ không đơn giản ở việc chỉ đảm bảo đủ tiêu chí đâu. Sếp mình làm gì cũng có lý do mà. Hay là em ấy là nàng thơ mới của sếp, em không tò mò à? Trai tài gái sắc cũng là điều bình thường thôi mà. Nếu đặt mình vào anh ấy thì em cũng đồng quan điểm. Nghĩ thế thật á? Em chỉ cần sếp ok kế hoạch truyền thông của chúng ta và không điều chỉnh gì thêm thôi. Chuẩn. Ai là nàng thơ mới của sếp không quan trọng, miễn là hai chị em mình không bị mọc thêm việc, được về nhà đúng giờ, thế là hạnh phúc rồi. Thôi, đi ăn với chị đi. Đi. Vâng ạ. Nào. Xin chào, em có phải Hùng không? Dạ vâng, em là Hùng ạ. Anh muốn sửa gì ạ? Anh là chủ đại lý điện tử Điện Lạnh Thắng Lợi. Anh có nghe Yên giới thiệu về em à? Thế ạ. Bên anh đã có một số sản phẩm hỗ trợ khách hàng đang trong thời gian bảo hành, nhưng mà lại không gửi về chính hãng được. Em có nhận làm không? Em nhận làm hết anh ơi. Anh muốn sửa gì cũng được à. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Người của Yên giới thiệu thì anh yên tâm rồi. Dạ. Mời anh ra uống chén nước ạ. Đi. Hay là tối nay em gặp bạn chị đi. Nghe chị kể về em, cậu ấy sốt ruột muốn gặp lắm rồi đấy. Em chỉ thấy chị là người sốt ruột thôi đấy. Chị Yên. Chị vào trước đi. Có chuyện gì thế? Nhớ chị, được không? Trông mặt chị kìa, làm gì mà căng thẳng thế? Tôi đùa thôi. Tôi đến đây để cảm ơn chị. Tôi làm gì mà cảm ơn? Thì chị vừa giới thiệu khách hàng VIP cho tôi còn gì. Tôi vừa gặp họ xong đến đây luôn đấy. Vậy là tốt rồi, nhớ làm cho uy tín đấy nhá. Chị yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không làm cho chị thất vọng đâu. Cảm ơn chị nhá. Hôm nào tôi sẽ mời chị đi ăn một bữa thật ngon. Giờ tôi phải đi làm đã. À, tối tôi qua nhà gặp chị được không? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì? Nếu mà là chuyện của tôi và cậu thì... Không, chuyện đó nói sau. Nói chuyện của Dũng trước. Được rồi, tính sau đi. Trước khi qua tôi sẽ gọi nhá.